Nhưng trên lý thuyết, đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu Mỹ thua Bồ Đào Nha trong trận cuối cùng vòng bảng, điều có thể xảy ra, và Hà Lan thắng đội tuyển Việt Nam trong trận đấu cùng giờ, ít ai tin điều ngược lại, Mỹ thế lực lớn nhất trong lịch sử World Cup nữ sẽ bị loại. Vấn đề là đội tuyển của huấn luyện viên Vlatko Andonovski đã chịu áp lực lớn không phải từ bây giờ khi trái bóng đã lăn được hơn một tuần, mà từ mùa thu năm ngoái khi Mỹ thua 3 trận liên tiếp trước các đối thủ châu Âu trong các trận giao hữu, trong đó có Anh đương kim vô địch châu Âu. Việc Mỹ thiếu một loạt trụ cột quan trọng cho giải này vì chấn thương, như chân sút số 1 Mallory Swanson hay trung vệ đội trưởng Becky Sauerbrunn, cùng với những ngôi sao lớn như Megan Rapinoe và Alex Morgan đã có tuổi khiến họ càng chịu các hoài nghi lớn hơn. Hai trận đấu với Việt Nam và Hà Lan cho thấy đội Mỹ ở World Cup 2023 còn xa mới đạt được sự sung mãn, thoải mái và khả năng áp đặt tuyệt đối như World Cup 2019, giải đấu hay nhất của họ trong lịch sử các giải vô địch nữ thế giới. Nhưng liệu họ có biết điều đó hay không? Hay họ tự đặt mình vào thêm những rắc rối nữa và bị chỉ trích nhiều hơn, chẳng hạn như việc không hát quốc ca trong cả hai trận đấu. Cây bút Nancy Amer của nhật báo USA Today nhận định các cầu thủ Mỹ có lòng tự trọng của họ, và họ sẽ không bước vào trận thứ ba mang tính sống còn với cách thể hiện như đã thấy. Trả lời các nhà báo trước một buổi tập, tiền vệ Savannah Demerlow, người chơi World Cup đầu tiên của mình cũng như 13 đồng đội khác, cho hay, chúng tôi luôn thẳng thắn nói chuyện với nhau về những gì đã xảy ra. Chúng tôi biết là đã chơi không ổn.